Xin chào anh em nha. Hôm nay mình lại giới thiệu về máy khoan pin của ZOB. Khoan pin không chổi than của ZOB nhé. Cái này thì nó hơi đặc biệt hơn và cái giá của nó cũng cao hơn. Nó được ở trong một cái thùng, nó được chứa ở trong một cái thùng đồ nghề. Thì ok, mình thấy cục sạc nhanh, cái cục sạc nhanh, cái phiên bản đặc biệt, cái này nó sạc USB này, sạc điện thoại, sạc ở đây, có bên phiên bản sạc siêu nhanh nhé. Phiên bản đặc biệt, đây là cục sạc. Ở đây mới cả một pin 5.0. 5.0 tháng tuần thứ 14 2017. Cái này tuần thứ 14 2017. Vào máy, đặc biệt cái máy này là vẫn còn rất là mới, gần như là chưa sử dụng tới các bạn, máy chưa sử dụng, rút nét không chổi than, tuần thứ 15 2017. Máy chưa sử dụng tới nhá, mới một gần, máy này là dám tuyên bố là mới 100%. Cái thân máy này là mới 100%. Nó là hàng nội địa đã qua sử dụng, như các bạn gọi là đã qua sử dụng, nhưng cái thân máy này là mới 100%, chưa sử dụng tới. Nó vẫn còn nằm trong thùng xốp. Đây là mấy cái giấy hướng dẫn. Và chế độ khoan thì đèn nó không có nhấp nháy nữa. Đây là chế độ khoan, chế độ khoan tường này thì mình gạt sang đây. Này có búa nha, mình khoan được tường. Còn để mấy cấp độ 10 nhờ xuống này là cấp độ trượt. Có đèn led bên dưới soi vào mũi trên, mũi khoan. Và một cái đèn led. Và cái số 1 và số 2 cũng là số tốc độ nhanh chậm. Đây, cả bên này nha. Số 1 chạy chậm, số 2 là chạy nhanh. Máy mới 100% các bạn. Đó, đây là cái máy. Rồi đây là cục sạc. Cái đây là cục sạc nhanh nha các bác. Cái này mình lúc ấy còn lấy cái dây tép sạc xem có điện thoại di động xem nó có sạc được không, nhưng mà nó vẫn đang sạc được. Nó mình vừa sạc pin vừa sạc điện thoại. Mình cắm điện nè.
Đây nhưng mà cái này nó là đang sạc này. Đèn đang nhấp nháy này. Đây mình vừa sạc pin này và mình có thể mình sạc điện thoại được. Sạc 2 trong 1 được. Đó. Vừa mình một vừa sạc pin này và mình sạc điện thoại được luôn. Và cái đặc biệt hơn, cái đặc biệt hơn là nó có cái thùng này như vậy. Mình sẽ cho các bác xem cái đặc biệt ở trong cái thùng này nhé. Đây. Đây, đặc biệt ở trên ở cái thùng này. Đây các bạn. Còn cái này không biết làm đâu. Đây mấy cái bộ đồ nghề này. Đồ nghề đây, toàn bộ là vít đủ các loại. Hàng vít ở đây. Cái đây là hàng vít, đây là mũi khoan tường. Mũi khoan gỗ. Quét gỗ, khoan sắt, khoan gỗ. Đây khoan bê tông. Đây là những cái mũi của nó. Mình có thể đưa gọn đây cho các bác xem. Đây là cái bộ đồ nghề của nó. Đặc biệt là mình có cái hộp này thì mình có thể sử dụng được tất cả các loại. Mở vít, bán vít. Đủ đồ nghề. Đấy. Đặc biệt là cái hộp này là nó có như vậy. Cái một cái khoan này thì nó đi theo hai pin, một pin 5.0 và một pin 2.5. Sạc thế hệ đời, sạc nhanh thế hệ đời mới. Và một cái thùng đồ nghề. Giá của bộ này là 6 triệu nha các bác. Giá 6 triệu nha. Giá 6 triệu. Cái này thì mình trưng thì quá đẹp. Là mình đi làm thì rất tiện lợi, mình xách đi đủ đồ nghề để mình chơi. Giá của bộ đó là 6 triệu nha các bác. Có nhu cầu thì cứ liên hệ theo số điện thoại 0977400500 hoặc 0971700800 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.